chào các bạn, chào mừng quay trở lại với series dinh dưỡng dành cho bà mẹ mang thai và sau sinh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một số những cái nốt quan trọng trong dinh dưỡng của thai kỳ khi mẹ mang thai tháng thứ 5. Trong tháng thứ 5 thì có điều gì đặc biệt cần phải lưu ý? Tháng thứ 5 thì em bé sẽ nặng khoảng xung quanh khoảng 400g. Và đối với tháng thứ 5 này thì mẹ sẽ xuất hiện một cảm giác đói và thèm ăn liên tục. Bây giờ là hết ngén rồi và cũng không còn trải qua một cái giai đoạn đầu phát triển mạnh của thai nhi như là tháng thứ 4 nữa. Cho nên vào tháng thứ 5 này chính là cái lúc mà mẹ cần phải tăng về lượng. Và mẹ tăng về lượng và thời điểm này là hợp lý. Tuy nhiên, chính bởi vì đói và thèm ăn liên tục cho nên là trong tháng thứ 5 này mẹ cũng cần phải lưu ý để tránh những cái nguy cơ như là tiểu đường thai kỳ hoặc là những cái nguy cơ tăng cân quá đà để sau này ảnh hưởng đến thẩm mỹ của mẹ sau khi mẹ sinh bé. Trong giai đoạn này thì bé sẽ rất cần, cũng như những giai đoạn khác thôi, nhưng mà giai đoạn này thì bé đặc biệt cần nhiều hơn sắt và canxi. Sắt thì bạn đã biết là nó có nhiều ở trong những loại rau mà có màu xanh hoặc là những cái loại thịt động vật mà có màu đỏ rồi. Nếu như bạn có nghe nói rằng là những cái loại nội tạng cũng có nhiều sắt thì bạn cũng có thể lờ đi và không lựa chọn nhé. Bởi vì trong nội tạng nó có quá nhiều cholesterol và nó sẽ làm cho khi mà mình ăn vào cả mẹ cả con đều sẽ không tốt cho cái hệ tiêu hóa cũng như là hệ tuần hoàn của cả hai mẹ con. Đặc biệt là nó sẽ làm cho mẹ bị tăng cân rất là nhiều. Đồng thời nội tạng của động vật cũng chứa rất là nhiều những cái loại độc tố khác nhau, độc tố đường tích tụ ở trong nội tạng rất là nhiều, cho nên là mẹ không nên ăn. Ngoài ra canxi thì mẹ đã biết là canxi có nhiều ở trong cua, rồi ở trong những cái loại tôm, rồi ở trong những cái loại hải sản mà không có thủy ngân, trong hàu, rồi mẹ cũng có thể chọn những trái trắng kiwi, rồi trái chuối cũng có rất là nhiều những cái hàm lượng canxi khác nhau. Và nếu như mà mẹ muốn là em bé được phát triển cái chuỗi enzyme trong mọi cái quá trình hoạt động của cơ thể, đặc biệt là những cái enzyme liên quan đến hô hấp, thì mẹ nhớ là mình phải bổ sung đầy đủ canxi và sắt cho em bé nhé. Đồng thời trong cái giai đoạn này, trong giai đoạn tháng thứ 5 này thì mẹ càng cần phải quan tâm đến việc bổ sung các cái loại thực phẩm đến từ thực vật. Tại vì đến từ thực vật thì mới có đầy đủ các vitamin nhóm A, nhóm B, nhóm C và cần thiết và đầy đủ cho sự phát triển của bé cũng như là dễ hấp thu cho bé. Những vitamin nhóm A thì sẽ thúc đẩy sự phát triển của bào thai. Vitamin nhóm B thì sẽ làm cho mẹ ăn ngon miệng hơn, liên quan trực tiếp đến cái khả năng tiết sữa của mẹ sau khi mẹ đã sinh nở. Vitamin nhóm C thì tác động đến quá trình hình thành hệ xương này, sụn này, nâng cao sức đề kháng cho bé. Vitamin nhóm D thì liên quan mật thiết đến sự hấp thu canxi, đồng thời nó cũng liên quan mật thiết đến cái nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Mẹ nhớ rằng là chỉ có ở trong những cái loại mà rau củ quả tươi và bằng cái cách chế biến không dùng nhiệt, tức là mình chỉ cắt ra, mình ép ra hoặc mình làm sinh tố, thì mình sẽ có nhận được đầy đủ những cái vitamin, những cái hợp chất sinh học ở cái dạng mà dễ hấp thu nhất. Trong trường hợp mà mẹ vẫn đang đi khám bác sĩ đều đặn thì bác sĩ sẽ cho mẹ biết rằng là liệu mẹ có bổ sung những cái vi chất đấy đầy đủ hay không. Và nếu như mẹ có thể trao đổi với bác sĩ kỹ càng về một cái chế độ dinh dưỡng hàng ngày của mình thì rất là có khả năng là bác sĩ không cần phải kê thêm cho mẹ uống những cái loại viên tổng hợp để bổ sung thêm sắt hay canxi hay là những cái loại vitamin tổng hợp khác nữa. Mẹ hoàn toàn có thể tìm thấy ở trong những loại rau củ quả tự nhiên. Tháng thứ 5 này thì đấy là những thứ mà mình cần phải ưu tiên. Mẹ nhớ nhá, mẹ nhớ rằng là táo bón sẽ xuất hiện nhiều hơn cả tháng thứ 4, bởi vì là mình ăn nhiều hơn cho nên là hệ tiêu hóa của mình sẽ phải làm việc mệt mỏi hơn. Do đó là mẹ hãy nhớ là ăn thêm những cái loại chất xơ hòa tan có như ở trong hạt chia, và đặc biệt là có một loại quả mà suốt từ đầu đến giờ Anna chưa nhắc đến, đấy là trái đu đủ. Trái đu đủ Anna chưa nhắc đến, nhưng mà bạn có thể ăn trái đu đủ chín hoàn toàn, bạn cảm thấy nó không còn nhựa nữa thì bạn có thể ăn. Đu đủ cũng là một trong những cái trái cây mà giúp cho mình nhuận tràng, và Anna sẽ có một cái clip mà nói kỹ hơn về việc bạn sẽ ăn đu đủ như thế nào nhé. Vậy là tháng thứ 5 này mẹ đã hoàn toàn có thể yên tâm mà tăng về lượng ăn. Mẹ hãy nhớ rằng là mẹ vẫn phải tuân thủ các cái nguyên tắc là mẹ vẫn phải tránh xa những cái thứ mà có nhiều đường tinh luyện này, và những cái thứ mà từ thực phẩm chế biến hàng loạt, và những thứ đó là không tốt cho sức khỏe.
Xin chúc mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh và xin chúc cho bé phát triển tháng thứ 5 thật là thông minh và khỏe khoắn ở trong bụng mẹ nhé. Nếu bạn thích video clip này, xin hãy like, share và hãy đăng ký kênh YouTube của Yobo để chúng tôi có thêm động lực sớm ra những video tiếp theo. Xin mong bạn hãy giúp cho Yobo và Anna share những video clip này vào những cái nơi và những hội, những nhóm mà có nhiều phụ nữ mang thai để tất cả chúng ta đều sẽ có một cái thai kỳ khỏe mạnh. Xin cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ủng hộ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.